tích lọt đến vòng loại trực tiếp giúp đội tuyển Mỹ có tâm lý thoải mái. Nhưng đối thủ tiếp theo lại là cơn lốc màu da cam bất bại tại vòng bảng. Sức trẻ và lối chơi kỹ thuật có tiếp tục giúp Pulisic và đồng đội làm nên lịch sử. Vòng 1/8 FIFA World Cup 2022, đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Mỹ, 22 giờ ngày 3 tháng 12, trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ. Sting với công thức chứa hồng sâm 4-5 tuổi và vị dâu đặc trưng ngon sảng khoái cho bạn nguồn năng lượng bứt phá. Sting bật năng lượng sống bứt phá. Tết này cùng trà tự nhiên TH True Tea, trao nhau quà sức khỏe, xoay nắp đón điều may. It's the world. In passion. Astonishing. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une à todos. Glorious. Was there ever any doubt? El fútbol une al mundo. Samsung Neo QLED 8K, công nghệ Dolby Atmos không dây, âm thanh vòm bao trùm mọi giác quan, công nghệ AI lên chuẩn 8K, đèn nền Quantum Mini LED, hình ảnh 8K vượt trội. Neo QLED 8K, vượt đỉnh 8K, vượt xa đa nhiễm. TikTok đâu quay tròn tròn tròn, ủ rũ mệt nhoài. TikTok miệng thì ngáp ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mờ. TikTok không muốn làm, không muốn làm. Lờ đờ uể oải sau giờ trưa, hãy uống tăng lực Việt cà phê Wake Up 247. Hương vị đậm mạnh từ tăng lực giàu năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lờ đờ uể oải sau giờ trưa. TikTok Wake Up 247, đập tan lờ đờ uể oải sau giờ trưa. Tết nào cũng như Tết nào, nhưng Tết này phải thật khác biệt. Với diện mạo mới, ai cũng phải ngước nhìn và đừng quên tặng nhau quà Tết thật đột phá. Bia Sài Gòn Special phiên bản giới hạn mở Tết đột phá. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. The power of dream. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1, mua xe Honda để có cơ hội trúng xe SH 350i hoặc xe Vision cùng phố vàng quà tặng hấp dẫn. Lãi suất chỉ từ 0,79% trên tháng. Triệu lời cảm ơn qua khủng Tết lớn. Hãy đến hết ngay. Từ 100% nho thật được lên men hoàn toàn tự nhiên. Viva Sangria, thức uống tạo hứng khởi với độ cồn nhẹ. Good feel. Viva Sangria. Cảm ứng Tây Ban Nha. Viva Sangria, 100% real, 100% feel. Sữa trái cây TH True Juice Milk, trao nhau quà sức khỏe, xoay nắp đón điều may. Đón quân cấp lớn, tuổi TV Casper to với âm thanh Dolby Digital Plus chân thực, màn hình trang viên cùng hình ảnh chất lượng 4K sống động, để nhà mình thành tấm điểm mọi cuộc vui. Mua Casper cào trúng ngay For Territory thế hệ mới và 2.000 giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng. Made in England. Một vị bia vàng làm nên sắc Tết. Tân niên gắn kết, khai xuân rộn ràng. Bật nắp ngay đón kiệu lộc vàng. Bia Hà Nội, vị bia làm nên sắc Tết. Nạp Red Bull tăng lực tức thì.
bạn mạnh mẽ hơn, vượt mọi thử thách. Red Bull, năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực. From TCP, tường mới trát, nguy cơ rạn nứt và thấm nước rất cao. Đã có Sunbox SP01, không cần bột trát, không cần sân lót. Với trên 700 màu, Sunbox SP01 là giải pháp chống thấm tối ưu. My life, my color. Unites the world. Compassion. Astonishing. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une a todos. Glorious! How was there ever any doubt? El fútbol une al mundo. Football unites the world. Compassion. Astonishing. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. O futebol une a todos. Glorious! How was there ever any doubt? El fútbol une al mundo. Sau khởi đầu thất vọng khi để thua trước Ả Rập Xê Út đầu trò chung vô địch, để giúp Argentina vượt qua khó khăn và ghi tên vào vòng 1/8. Đối thủ của họ hiện đã gây nhiều bất ngờ để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Đội tuyển Argentina, đội tuyển Australia, 2 giờ ngày 4 tháng 12 trên VTV3 và VTV Cần Thơ.